Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Được thời gian lâu rồi Sơn không có lên video, thì hôm nay Sơn tiếp tục lên video cho mọi người cùng theo dõi nha. Và hôm nay thì Sơn tiếp tục đi xây một ngôi nhà tại trong làng Sơn nha mọi người. Thì hiện tại thì Sơn đang đi. Mời mọi người cùng theo dõi video của Sơn nhé. Ở đây nha mọi người. Thì buổi sáng hôm nay thì anh em chuẩn bị để xây nhà nha. Và anh em Sơn đã xếp gạch vào trong nền nhà hết rồi. Thì bây giờ thì chuẩn bị để đào vữa để xây nha. Đợi anh em đã đến hết rồi. Đây đã xây được hai hàng rồi nha mọi người. Thời tiết thì hôm nay thì cũng khá là đẹp, không nắng. Đang chuẩn bị để làm cái khung cửa. Bố và anh sẽ phụ trách về phần gỗ nha. Và anh em Sơn thì sẽ xây. Đây là đống vữa. Chuẩn bị tiếp tục đào thêm vữa xây hàng thứ tư nhá. Hôm nay thì trời mưa cho nên là làm hơi muộn. Và buổi sáng vào thì có làm cái lều kia, cái lán kia để che mưa che nắng. Thì sau đó mới đào vữa để xây. Hôm nay thì rất là ướt luôn. Đây anh và bố làm cái khung cửa sổ đây mọi người. Đã thử xiên vào xem có vừa không, không thì sẽ sửa lại nhé. Bây giờ sẽ thử cảm vào. Sẽ dùng cái máy mài này để chà lại nhé. Để sau khi mình dùng máy xoay. Đây là cái cột và đã dùng máy cưa đục rồi, sau đó sẽ dùng là cái đục tay nên mình sẽ đục bằng tay nhé. Dùng máy cưa đục qua rồi thì mình sẽ đục dễ hơn và nó sẽ nhanh hơn. Mình cũng đơn giản hơn mọi người, chỉ cần dùng máy cưa đục qua là ok. Dùng đục tay đục. Đã xây được 9 hàng. Đây là hàng thứ 9. Và đã lắp được cái khung cửa sổ rồi nha mọi người. Đây là cái khung cửa sổ. Dùng bằng cây gỗ thông và cái khung cửa nữa. Sẽ làm hai cái cửa sổ và hai cái cửa.
ở một cái cửa bếp bên kia, và đây là cái cửa chính này. Rồi bây giờ trời tối rồi. Bây giờ anh em cũng nghỉ để mai tiếp tục làm, tiếp tục xoay nốt này.